Xin kính chào quý vị và các bạn. Tây Nguyên Nam Bộ mưa về chiều, cục bộ có điểm mưa to. Còn Trung Bộ thì đang trong đợt mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Khu vực vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ở mức cảnh báo màu tím là mức cao nhất trong bảng cảnh báo. Đêm nay và ngày mai là thời điểm bà con sinh sống ở những khu vực này cần phải cảnh giác. Vì dự báo là từ nay cho đến thứ Bảy của tuần này thì khu vực phía Nam của Nghệ An cho đến Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến sẽ là từ 200 cho đến 400mm và thậm chí là có nơi mưa trên 700mm. Do mưa lớn trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện một đợt lũ. Dự báo là Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa dông trong chiều và tối mai. Có ít điểm có mưa to với lượng trên 60mm, tuy nhiên vẫn cần phải đề phòng với sấm sét và gió giật mạnh. Ngày mai miền Bắc trời sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây và có lúc có mưa, cho nên thời tiết khá mát dịu. Tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố, mức nhiệt phổ biến sẽ dưới 30 độ. Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Còn quanh huyện đảo Trường Sa, ngày mai trời nắng, gió nhẹ, biển êm. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.